credit. He has to going to push forward. Yeah, we made big investments to bring EVs to market. We got some great product offering. In the next couple of years, we'll introduce more EVs that bring more customers into our brand. Vì LA Auto Show sẽ mở cửa vào thứ 6 tháng 11 ngày 22 nên Khang sẽ làm cái video này cho nhanh. Có một cái exhibit của VinFast thì mình sẽ ghé qua để cho mọi người được xem. Vì video này là chỉ để review cái LA Auto Show 2024 thôi nên mọi người, cho nên Khang chỉ highlight một vài cái exhibit ở đây thôi. Xin khán giả xem cái video kế tiếp sẽ nói rõ ràng hơn. Chiếc gì màu vàng vàng đó. Morning, good morning, và hôm nay một lần nữa mình sẽ đi tới thăm LA Auto Show 2024 tại LA nè. Và hôm nay mình muốn chú ý về một vài cái điểm mà rất là đặc biệt về những cái auto show tại LA này. Và bây giờ xin khán giả cùng theo Khang này, nhưng mà trước khi mình vào LA Auto Show, Khang muốn nhắc với khán giả rằng ở đây không phải là mình xem hết tất cả mọi loại xe, rất là nhiều xe nè. Nhưng mà hôm nay Khang sẽ chú ý về những cái đặc điểm của LA Auto Show, là những cái xe mà chú ý về gọi là tương lai, hay là chú ý về gọi là mới mẻ hay là mới ra mà chưa có chỗ nào biết đến hay chỗ nào có. Và hôm nay mình sẽ bước vào, mình sẽ xem một vài điểm đặc biệt về LA Auto Show. Let's go. EV9 2024. Well, there's no difference other than introducing now the GT version. Okay. So now you've got over 500 horsepower. Okay. Room for the family. Great brakes, great tires. So it really changes the idea of how you use the car. Okay. And could you speak a little bit more about like what is the maximum driving range for a full charge? Well, of course, range is all very tightly wound to how you drive it. So if you drive it and do 0 to 60 in 4 seconds, it's going to knock down the range a little bit. But on generally, yes, it's got our biggest battery pack, so should normal driving give over 300 miles. Hi, my name is Bo Hoffman. I work for Toyota. I am a product specialist here. We'd like to welcome you to the 2024-25 season on behalf of Toyota. There is something for everyone here at this show. As you know, we have pioneered everything from American-made trucks to hybrid systems. We even have a hydrogen vehicle, which is approaching 10 years. Hydrogen vehicles sold within the infrastructure states of California and Hawaii can go over 300 miles on a tank of hydrogen and making what's called zero emission or water vapor. In terms of this vehicle behind me, it is called a prototype vehicle because it's not out yet. Whenever you see this on a sign on any vehicle, it means it's not out yet, but it will be out. January, February of 2025, as of 2025, the forerunner on behalf of Toyota is coming back. And it's a hybrid. The good thing is you're gonna be able to jump in this vehicle here during our press days. For preview days and public days, it will be locked. So this is a good time to get in, see the dashboard. As you know that when you're in this vehicle and you're doing the right thing with it, you're gonna be involving a visible length thing as well. My name is Bo. Thank you so much for visiting us here at the LA Convention Center on behalf of 2024 and Toyota. Let's go play. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Dĩ nhiên khi mà mình tới đây, mình tới một cái LA Auto Show kiểu này, mình muốn xem xe. Nhưng mà như là năm ngoái mình có cái gọi là Ford Bronco, có cái test drive nó dẫn, coi như nó chở mình đi nhiều cái terrain khác nhau. Nhưng mà đặc biệt năm này Khang thấy một cái setup của bên hãng Subaru rất là kỳ lạ nè mọi người, rất là đặc biệt. Thì cảm thấy nó cũng rất là mắc tiền nè. Thì mình thấy theo một cái màn ảnh rất là lớn như là mình ở trong một cái rừng vậy đó. Thấy không? Chỉ có một chiếc xe thôi nhưng là cái này nó thu hút người ta liền. Và đặc biệt nếu mà nó dựng lên để thu hút người ta thì nó đã thu hút được Khang rồi đó. Khang có mặt ở đây. Mặc dù mình không có muốn tìm hiểu về xe lắm, nhưng mình cũng muốn cái cơ hội để ghé qua để xem một cái màn hình rất là khổng lồ, làm cho mình cảm thấy như là mình đang đi trong một cái rừng núi. Ok khán giả nè. Và đây là không phải mình chỉ tới có xem xe không, mà mình cũng có thể mình tới để xem những cái setup bỏ rất là chắc cũng là mấy triệu để setup những kiểu này nè khán giả. Ok, và bây giờ mình đi qua kế tiếp nè.
Ở đây cả nhà nàng mình đi vòng quanh, mình cũng có nghe năm nay sẽ có hãng VinFast sẽ có mặt hôm nay, thì dĩ nhiên hôm nay họ sẽ coi xem đưa ra chiếc VF9. Khang không biết họ có một cái exhibit hay không, nhưng mà hay là chỉ có một chiếc xe ở đây thôi. Năm ngoái ở chỗ này là cái chiếc xe Cybertruck giả, để VinFast giả hay thiệt. Mình sẽ tìm tới chỗ xe hãng VinFast, thì dĩ nhiên đây là VF9 thôi. VF9 thì cũng như người nói đến rồi. Ở đây là VinFast có mặt đây năng, thì cũng tiền thôi, Khang cũng sẽ không có nói gì hết. Mình không có được review gì hết, là mình đâu có thấy chiếc xe, mình thấy xe mà mình không có chạy được. Thì Khang sẽ cho khán giả một lần nữa coi chiếc VF9 VinFast và biết mình coi thử ở đây có cái exhibit nào nữa không, hay là chỉ có chiếc xe VinFast nằm ở đây thôi. Và cũng không có ai ở đây hết. Để mình xem ra sao nè mọi người. So sao atrium? Yeah, so right there, that bottom part. Okay, so they do have an exhibit, but it's... Yeah, you're gonna have to go right over there. Go over there? Okay, okay. Yeah, you're gonna... Và mình đã hỏi rằng thì họ có một cái exhibit của VinFast, thì mình sẽ ghé qua để cho mọi người được xem. Một phần nữa Khang cũng sẽ không có review nhiều, để mình coi được cái gì mình đó. Thì Khang cũng không có ngờ hôm nay có cái VinFast ở đây. Và xin khán giả cùng theo Khang nè, mình tới cái exhibit của VinFast sẽ ra sao nè. Khang biết khán giả Việt Nam Khang rất là muốn xem, có người thích, có người không thích. Thì cũng tùy mọi người, bỏ comment nè. Khán giả ơi, chắc kiểu này là mình sẽ không tới VinFast được đâu nè. Nhưng mà mình đi dọc đường thì mình mới khám phá ra cũng năm nay Tesla cũng có cái exhibit nè mọi người. Và đặc biệt hôm nay chúng ta nhìn xe thấy không? Thích cái chiếc đó không? Lâu nay nhiều người đã đang nói đến đó là chiếc... Wow! Chiếc này là chiếc gì đây mọi người? Các ai biết không? Bỏ trong comment được không? Khán giả, đó là chiếc Robotaxi của chiếc của hãng Tesla nè. Và đặc biệt của chiếc này là mình cũng đã biết, có nhiều người biết đến rồi. Nó chỉ là hai chỗ ngồi rồi, 2-seat, nó không có tay lái nào mọi người. Và đặc biệt nữa là cái cửa đó, cái cửa nó mở lên giống như là cái cánh chim, chứ không phải giống như là cái cửa mà kiểu như cái version của cái model X. Nó mở kiểu đó và nó là rất là plain bình thường thôi. Đó là cái Robotaxi. Và đặc biệt các khán giả đây nè, Khang đi vòng quanh một chút nè. Taxi, cái bánh xe nó cứ như cái rim nó rất là lớn, như nó che cái bánh xe mất đi, hay là cái lò, hay là cái đó là cái bánh xe nữa ha. Khang nghĩ cái đó là cái bánh xe mà nó tô màu lên đó. Và cái cửa đây và ghế ngồi nè mấy khán giả, họ không cho mình vào nè, chắc mình ráng bước tới mình đụng nó một chút nè, thấy không? Không có tay lái nè mọi người. Không có tay lái, thì này là một cái chiếc Robotaxi thôi. Nó cũng như là một chiếc version cái model Y, nhưng mà nó nhỏ hơn. Và thấy không? Giống như cái rim của nó rất là lớn nè. Giống như trong cái phim Voltron, những cái phim futuristic. Một cái đèn dài luôn. Và không có gương. Sau đây không có kiến. Chỉ có kiến của hai bên cái cửa thôi. Và một cái screen màn ảnh rất là lớn đó mọi người. Khang nghĩ là những cái điều khiển đây hết, nhưng mà đặc biệt là không có tay lái, không có thì accelerator hay là thắng. Nếu mà mình đưa cái này qua bên kia nó một cái concept car thôi, nhưng là không có, họ nghĩ cũng không có máy móc, nhưng mà cũng biết xe Tesla này đã review rồi, premiere rồi nè khán giả. Và đó là một chút về chiếc Robotaxi không được ai đụng đến hết. Bây giờ mình ra tìm VinFast đi qua đi lại hoài, mới biết là VinFast chỉ có hình như chỉ có test drive thôi. Let me see. Is there like an exhibit for VinFast or anything, or just a test drive? Tomorrow. Oh, you guys don't have it today. No, I see. Ơi, chà ơi. Bây giờ mình mới biết rằng VinFast chỉ có test drive và exhibit ngày mai mới mở cửa. Sao kỳ quá vậy? Hôm nay Khang, cái này là Khang không phải chọc đâu nè mọi người. Đặc biệt Khang không có chọc ai hết đó.
Khang hôm nay là nói chung là mình muốn review những chiếc xe điện hay là cái LA Auto Show thôi, nhưng mà đặc biệt Khang thấy quảng cáo về VinFast thì Khang cũng tới, nhưng mà cứ ra tìm ra được là hôm nay là ngày Media Day mà lại không có ai hết, chưa có setup những cái đồ của họ ở đây, chưa có setup gì hết, kỳ quá vậy. Thường thường Media Day là mình phải có nhà báo để họ quảng cáo, thì hôm nay ít ra mình cũng được test drive hay là những loại xe mới. Và đó khán giả thấy không, nãy mình cũng thấy VF9, có thể là mình cho mình thử VF9 cũng được, hay là những cái model mới, nhưng mà cuối cùng không có. Vậy thôi đó mọi người, và bây giờ Khang.